Thưa quý vị, báo Thương gia, một trong những tờ báo uy tín nhất của Nga đã đăng tải bài viết với tiêu đề Đại hội 13 xác định tương lai của Việt Nam, khẳng định đây là sự kiện quan trọng có vai trò định hướng cho việc phát triển của Việt Nam. Theo bài báo được xuất bản ngày 26 tháng 1 theo giờ địa phương, các đại biểu tham gia đại hội lần thứ 13 tại Hà Nội sẽ hoàn thiện và cập nhật chiến lược phát triển đất nước trong những năm tới và bầu ban lãnh đạo mới. Theo đó, trong dự thảo các văn kiện của Đại hội có lưu ý đến mức thời gian năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển sang trạng thái phát triển năng động, có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trên mức trung bình của thế giới. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày tuyên bố độc lập, nhiệm vụ đặt ra là Việt Nam đạt được các chỉ số của một quốc gia phát triển với thu nhập cao. Đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam, bài báo nhận định Việt Nam đang triển khai những tư tưởng kinh điển của chủ nghĩa Mark kết hợp với đặc điểm dân tộc, đồng thời đang nỗ lực khẳng định tính hiệu quả của mô hình phát triển với mục tiêu là tạo ra một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc vào giữa thế kỷ 21. Theo bài báo, hiện Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất ở châu Á và nhờ những cải cách kinh tế được thực hiện trong nước, mô hình Việt Nam đã cho thấy hiệu quả và đang trên đường đa dạng hóa cũng như chinh phục thị trường nước ngoài. Ngoài ra, tờ báo của Nga cũng đánh giá cao thành tích chống dịch COVID-19 cùng với những tiến bộ trong việc phát triển vaccine COVID-19 của Việt Nam.